Thưa quý vị, UDSwap là một giao thức thanh khoản tự động và là một trong những sàn giao dịch phi tập trung phổ biến có khối lượng giao dịch lớn nhất hiện nay. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị thông tin toàn tập về sàn giao dịch UDSwap và token ULI. Tôi sẽ chia video thành hai phần. Phần thứ nhất là tổng quan sàn giao dịch UDSwap và token ULI. Phần thứ hai, tôi sử dụng sàn giao dịch UniSwap để hoán đổi các token. Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Trước hết, chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Thưa quý vị, hiện nay do sự phát triển của tài chính phi tập trung, nên UniSwap là một lựa chọn tốt nhất bởi sự nhanh gọn và tiện lợi của nó. Các user có thể trở thành những nhà cung cấp thanh khoản cho một pool trên UniSwap bằng cách gửi một giá trị tương đương của token để đổi lấy các token khác trong pool. Có hai chức năng chính khi nhắc tới UniSwap, đó là swap và pool. Swap hay còn gọi là hoán đổi. Tính năng này cho phép hoán đổi các token trên mạng lưới Ethereum và các token mạng lớp 2. Pool, tính năng này của UniSwap giúp người dùng kiếm tiền thông qua việc trở thành nhà cung cấp thanh khoản, thực hiện bằng cách gửi token vào một smart contract và đổi lại, bạn sẽ nhận được một token ở pool đó. Ưu điểm của UniSwap: tốc độ giao dịch nhanh. Nhờ vào cơ chế hoạt động của các pool thanh khoản, nên người dùng khi swap sẽ không cần phải chờ đợi vào các lệnh order như các sàn giao dịch tập trung. Phí giao dịch: UniSwap chỉ tính phí cố định 0,25% cho mỗi giao dịch. Không cần yêu cầu KYC. Việc này giúp bạn giao dịch trên sàn nhanh hơn và thông tin sẽ không bị rơi vào tay kẻ xấu nếu sàn bị tấn công. Tự quản lý tài sản: bạn toàn quyền quản lý tiền của mình, như vậy sẽ giúp tránh những rủi ro liên quan đến sàn giao dịch, nơi bạn có thể mất tiền nếu sàn bị hack hoặc phá sản. Cơ hội tiếp cận các đồng coin token mới. Khác với các sàn tập trung, trên UniSwap, người dùng có thể mua bán, tiếp cận những token mới một cách nhanh chóng, đơn giản. Nhược điểm và rủi ro: smart contract giả mạo là một trong những vấn đề lớn nhất của bất cứ sàn DEX nào, vì bất kỳ ai cũng có thể tạo token và thêm nó vào. Vấn đề với điều đó là khi nhà cung cấp thêm thanh khoản, rồi ngay sau đó, anh ta có thể rút thanh khoản của pool, khiến người dùng khác bị thua lỗ. Giao dịch không thành công. Giao dịch sẽ không thành công hoàn toàn 100% trên UniSwap. Các giao dịch vẫn có nguy cơ thất bại. Điều đó có 3 lý do như sau. Bạn trả quá ít phí gas khiến giao dịch bị mất thời gian hơn thời gian cố định. Giá nhảy qua mức giá tối đa bạn đã sẵn sàng trả cho token đó trước khi giao dịch hoàn tất. Cuối cùng, dù là giao dịch tạo thanh khoản, nhưng đôi lúc UniSwap vẫn không đủ thanh khoản trong pool. Với 3 lý do trên khiến giao dịch của bạn bị thất bại, tuy không bị mất tiền nhưng bạn phải chịu phí mạng tùy theo bạn đang sử dụng mạng lưới nào. Phí gas quá cao. Phí gas của Ethereum có thời điểm tăng vọt do mức độ sử dụng mạng quá lớn, khiến bạn phải trả phí có khi lên tới $50 cho một giao dịch trên mạng lưới Ethereum. Các cuộc tấn công lừa đảo. Với sự phổ biến của UniSwap, nên có những trang web tự mạo danh UniSwap để scam. Có hai tên miền chính mà bạn cần quan tâm, đó là uniswap.org, nơi hoán đổi các token, và uniswap.info, nơi anh em có thể theo dõi dữ liệu trên các sàn giao dịch, kiểm tra volume trên các cặp riêng lẻ, tìm kiếm cặp tiền, kiểm tra tính thanh khoản hiện tại, giá của token, v.v. Tổn thất vô thường. Tình trạng này rất hay xảy ra với người đã gửi tiền vào nhóm pool thanh khoản. Impermanent loss là hiện tượng khi giá trị của các mã thông báo bên trong một pool thanh khoản khác với giá trị
của các mã thông báo tương tự bên ngoài nhóm. Điều này là do các công thức AMM ưu tiên cân bằng tỷ lệ, dẫn đến giá trị tài sản của bạn có thể khác với giá trị thực tế của nó bên ngoài nhóm thanh khoản. Nếu bạn giao dịch các mã thông báo của mình ra khỏi pool thanh khoản, bạn sẽ bị thua lỗ. Xu hướng giá cả thay đổi, người dùng sẽ lựa chọn rút ra loại tiền giá cao, bỏ vào loại tiền giá trị thấp. Điều này khiến pool thỉnh thoảng hoạt động không hiệu quả. Điểm khác biệt của Uniswap đó là chúng sẽ không thực hiện giao dịch thông qua các lệnh order book thông thường, kết nối người mua, người bán, mà sử dụng các pool thanh khoản để tiến hành swap. Giá luôn tính theo công thức K bằng X nhân Y. Trong công thức này, X đại diện cho thanh khoản nhóm thứ nhất, Y đại diện cho thanh khoản nhóm thứ hai, và K luôn là một hằng số không đổi. Điều đó có nghĩa tổng thanh khoản không bao giờ thay đổi. Hiểu cho chính xác thì AMM không hề tồn tại bất kỳ lệnh mua hoặc bán nào. Cơ chế hoạt động của AMM thực tế rất đơn giản, chỉ là đơn thuần người dùng gửi tiền vào nhóm thanh khoản có chứa hai loại tiền điện tử bất kỳ. Khi người dùng rút hoặc nạp tiền vào pool sẽ làm thay đổi tỷ lệ các loại tiền. Từ đó, máy sẽ tính toán và tác động đến giá của đồng tiền cũng thay đổi theo. Điều này cũng giống với việc áp dụng quy luật cung cầu khi trao đổi giữa hai vật phẩm bất kỳ, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức nhờ pool thanh khoản. Thông tin về token UNI. UNI là latex token của Uniswap. UNI cho phép người sở hữu quyền sở hữu cộng đồng và quản lý giao thức. Các chủ sở hữu UNI điều chỉnh các quyết định của dự án thông qua một quy trình quản lý theo chuỗi. Phân bổ token UNI. Với số lượng 1 tỷ UNI đã được in và phát hành trong 4 năm, tỷ lệ phân bổ 60% dành cho các thành viên cộng đồng Uniswap tương đương 600 triệu UNI. 21,51 được chia cho các thành viên trong nhóm cũng như nhân viên tương lai của Uniswap với 4 năm kiểm tra tương đương 215.101.000 UNI. 17,8% dành cho các nhà đầu tư trong thời hạn 4 năm tương đương với lại 178.000.000 UNI. 0,69% dành cho các cố vấn cũng có thời hạn trong 4 năm tương đương với lại 6.899.000.000 UNI. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, sau khi phát hành token UNI, sàn Uniswap đã chính thức tặng cho mỗi nhà đầu tư cũ và nhà cung cấp thanh khoản vào ví đã từng thực hiện giao dịch ở Uniswap trước ngày 1 tháng 9 năm 2020 là 400 UNI token. UNI token hiện có trên mạng lưới Ethereum, XDAI, BNB Smart Chain, EcoChain, Polygon, Optimist, Harmony, Avalanche, Arbitrum, Soda. Giá UNI hiện tại là 11 USD. Tiếp theo là phần thứ hai. Ở đây tôi sẽ truy cập địa chỉ uniswap.org để hoán đổi các token. Ở đây tôi sẽ chọn vào Land App. Và đây là giao diện của Uniswap. Quý vị sẽ thấy hiện nay Uniswap đang hỗ trợ các mạng lưới Ethereum, Polygon, Optimus và Arbitrum. Ở đây tôi sẽ sử dụng mạng lưới Polygon và tôi sử dụng cái ví MetaMask. Tôi đã chuẩn bị sẵn Matic ở cái ví MetaMask và tôi đã thêm cái mạng lưới Polygon Mainnet vào cái ví MetaMask rồi. Tôi sẽ chọn vào Connect Wallet, chọn MetaMask, chọn vào Lake
bên cửa sổ ví MetaMask, chọn Connect. Khi đã kết nối ví với lại sàn, quý vị sẽ thấy số dư Matic hiển thị trên cái màn hình Swap. Quý vị sử dụng mạng lưới Polygon thì quý vị bắt buộc phải có Matic để làm phí mạng. Ở phía dưới là Select Token. Ở đây quý vị có thể nhập hoặc chọn bất cứ một cái token nào trong cái danh sách để quý vị hoán đổi. Và quý vị có thể đảo lên đảo xuống giữa hai cái token với nhau. Ô thứ nhất, tôi sẽ nhập cái số lượng mà tôi muốn hoán đổi. Quý vị sẽ thấy một cái giá trị tương đương được hiển thị ở cái ô token bên dưới. Nếu như lần đầu quý vị hoán đổi thì quý vị cần phải có một cái xác nhận là approve. Bởi vì ở đây tôi đã hoán đổi rồi nên tôi chọn luôn vào swap. Quý vị sẽ thấy thông tin ở đây. Giá USDC và cái đồng coin Matic. Phí mạng lưới thì chắc chắn là thấp. Rồi tôi sẽ chọn vào confirm swap. Một cửa sổ bên ví MetaMask hiện lên. Quý vị có thể điều chỉnh cái phí gas cho nó cao lên một chút. Đó, tôi sẽ đặt cái phí gas nó cao lên. Phí gas 0,006366 Matic. Rồi, phí gas rất là thấp. Tôi sẽ chọn vào confirm. Close. Rồi quý vị có thể chờ. Đó. Đặt cái phí gas cao lên là swap rất là nhanh. Quý vị có thể kiểm tra cái trạng thái ở cái X browser. Đó, đây là một cái giao dịch đã được xác nhận thành công này. Phí ga đây. Phí ga thực tế là 0,00487 Matic, tương đương với lại 0,01 USDT. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Nếu như quý vị thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy like, đăng ký, chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.